Hello, chào các bạn. Vâng, thì mình đang có những chiếc điện thoại Xiaomi mới ra năm nay. Nó như cả là K50 này, K40S hay là K50 Gaming. Thì thật ra ở đây mình bán nói chung là rất nhiều máy này tại shop và cũng như là online. Mà một cái vấn đề là anh em mua những chiếc máy này online ấy, thì nó thiệt thòi cái là khi mà chúng ta mua online, chúng ta muốn để nguyên siêu về chúng ta mới bóc siêu ra, đúng không? Thì khi bóc siêu ra thì nó không Google Play, không có tiếng Việt. Chính vì lý do đó anh em thiệt thòi, anh em mua Xiaomi thiệt thòi Realme một cái là chúng ta sẽ không có tiếng Việt đấy. Thế ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip mình hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt luôn khi sau khi bóc siêu cho những chiếc máy này. Cách mà chúng ta cài tiếng Việt mà cách cài ROM ấy thì nó hơi phức tạp hơn một chút. Thì mình đã từng làm clip rồi, chúng ta có thể xem lại clip cài ROM tiếng Việt cho K40 Gaming thì nó sẽ tương tự cài những chiếc máy này, cũng tương tự như vậy thôi. Còn cách mà bây giờ chúng ta cài tiếng Việt luôn, có nghĩa là sau khi chúng ta bóc siêu chúng ta cài luôn không cần phải unlock, thì như nào thì anh em và các bạn cùng xem cái clip này nhé. Đó thì nó cũng đơn giản thôi, cái này thì mình cũng học được ở trên YouTube thôi, cho nên là mình hướng dẫn lại cho anh em và các bạn. Đấy, nó đơn giản thôi, mình sẽ cài luôn trên ba chiếc máy này cho anh em xem, các bạn xem. Thì cái này nó chỉ áp dụng được với MIUI 13 đối với những chiếc máy mới này, còn MIUI 12 thì nó thay mỗi file thôi, thì cái file đấy thì mình sẽ up lên sau nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cài MIUI 13 với những chiếc máy như là K50 này, K50 Pro này, K40 hay là K50 Gaming, hoặc là những chiếc máy mà sử dụng MIUI 13 như K40, K50, K40 Gaming cũng được. Nói chung là những chiếc máy mà có nội địa Trung Quốc mà dùng MIUI 13 ấy, là chúng ta sẽ hoàn toàn áp dụng cái này nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở siêu ra. Đây là hoàn toàn những chiếc máy như siêu này. Những chiếc máy này thì mình được nhận đặt hàng rồi và các bạn khách hàng mình đồng ý cho mình mở siêu để mình cài rồi. Đó, thế nên là không có cái gì mà ngại để khi bóc được cho anh em cả. Đó, thì K50 Gaming thì hiện tại bên mình đang bán rẻ thôi, có tầm 10 triệu thôi. Đó. K50 Pro cũng tương tự. K40S này thì chỉ có tầm 7 triệu thôi. Đó, không phải là đắt lắm. Thế nên anh em nào đang tham khảo sản phẩm này thì anh em cứ đặt hàng website mình là mm.vn nhá. Đây, mình sẽ bóc siêu khéo thôi để mà ví dụ như anh em nhận được thì nó vẫn sạch sẽ cái hộp. Đó. Đấy nha. Đây. K50 Gaming này. Đó, đây nha. Đây là sản phẩm K50 Gaming nhá. Đó. K40S này. K40S. Đấy nha. Ui, nó hộp nó chặt quá. Đây, K40S này. Và đây là K50 Pro. K50 Pro. Đó. Đây nha, một chiếc K50 Pro bạc này. Đây, K40S và K50 Pro nó có camera khá giống nhau. Sản phẩm có năm 2022. Còn K50 Gaming thì nó vẫn là đặc điểm của Gaming rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bóc cái K50 Gaming ra nhé. Đó, anh nhìn nhá, K50 Gaming màu đen rất là đẹp này. Đó, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên này. Ok. Đây là của Redmi hết. Thì hai chiếc máy này thì khách hàng người ta không cho phép mình mở cái này ra. Thế mình để nguyên nhá, chỉ có K50 Gaming là được mở thôi. Đấy, khách hàng bọn mình để nguyên cái siêu túi này cho người ta. K50 Gaming thì mình được mở, vì con này là mình sẽ giữ lại một tuần để mình cài tiếng Việt 100% cho khách hàng. Đó, thế nhân tiện đây thì mình sẽ làm clip luôn. Đấy nhá. Đó. Ok nhá, thì khi mặc định là chúng ta khởi động lại lên ấy, thì nó sẽ làm MIUI 13 như này này. Thì chúng ta sẽ làm theo cách này nhá. Đấy. Bây giờ cái ngôn ngữ của nó chỉ có tiếng Anh, tiếng Trung thôi. Nếu mà như các bạn mua Realme, như bây giờ bên mình đang có Realme Q3 này, à Neo 3, Realme Neo 3, Realme Q5, Q5 Pro ấy, thì nó có tiếng Việt sẵn rồi. Đó, chúng ta không có lăn tăn vấn đề cài tiếng Việt. Nhưng mà những chiếc của Xiaomi ấy thì là chúng ta sẽ phải cài tiếng Việt nhé. Đó. Để mình kết nối wifi luôn để kích hoạt nhé. Đó, khi chúng ta bật lên chúng ta kích hoạt như này nhá. Là các bạn nào đang mua máy online bên mình hoặc các bạn là mua máy ở nơi khác, các bạn để nguyên siêu ấy, thì khi bóc ra hàng mới chuẩn nó phải như thế. Nó không có tiếng Việt và nó sẽ ở cái màn hình chính như thế này. Chứ nếu mà các bạn bóc ra rồi mà nó ở cái màn hình mà bên trong ấy mà nó nguyên siêu ấy, thì người ta đóng lại siêu ấy
Các bạn lưu ý như vậy. Đây, tất cả những cái này thì mình sẽ bỏ qua hết nhé cho nó nhanh. Đây này, là Mi 13 hết này. Mình cứ bỏ qua wifi thì mình kết nối sau. Ba con máy này là chúng ta sẽ cài tương tự nhau nhé. Cài tương tự nhau thôi, không khác một tí nào. Để cùng một cái file mình cung cấp thôi. Đây, xong rồi. Đó. Đấy, K50 gaming có cái giao diện hơi bị khủng tí đấy. Thì hiện tại sản phẩm dòng K50 series ấy thì mạnh nhất thì mình được thấy là khả năng là K50 gaming, bởi vì nó sử dụng chip Snap 8 Gen 1 mà cá nhân mình thì vẫn thích chip Snap. Còn chip Dimensity thì mình cảm thấy cũng chưa gọi là tin tưởng lắm, mình phải nói thật như vậy. Đó, anh em nào thấy hiệu năng đánh giá của nó tốt thì mọi người review ấy, thì anh em có thể là cân nhắc để lấy những cái sản phẩm như K50 hoặc K50 Pro được, nhưng mà cá nhân mình thì thích K50 gaming hơn nha. Đấy, thì khi kích hoạt xong này anh em mọi người nhìn thấy này, nó là hoàn toàn không tiếng Việt rồi đúng không, và rất là nhiều ứng dụng của Trung Quốc ở đây đó, trong đó là có những ứng dụng mà chúng ta không hề muốn dùng một tí nào cả, hoặc là không có chạy Google Play. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải xóa những ứng dụng Trung Quốc trước nhé, thì xóa đơn giản thôi. Chúng ta cứ giữ tay màn hình này đấy, khi nó thu vào như này đấy nhá, đó thì chúng ta chọn những ứng dụng chúng ta cần xóa đi đấy, ví dụ ở đây nhá, đấy vào trong cái thư mục này chọn những cái này đi đó, và chúng ta chọn hết đi đó, đây chúng ta ấn vào cái thùng rác này thì nó xóa hết nhá. Đấy, xóa hết những ứng dụng mà chúng ta cảm thấy chúng ta không thích đi. Ok. Còn những ứng dụng chúng ta sẽ không xóa được, nó là cái ứng dụng của nhà sản xuất, của máy nó phải theo, thì chúng ta sẽ không xóa được. Đấy, còn những ứng dụng như này là chúng ta xóa hết này. Cucu mới là Weibo các thứ ấy, nó không liên quan gì đến Việt Nam cả, bởi Việt Nam chúng ta sẽ không dùng những cái đấy. Người Trung Quốc là người ta không được dùng Google bởi vì bị chính phủ kiểm duyệt. Chính phủ Trung Quốc bảo là Google nó không đúng so với văn hóa và các bước quản lý ở bên Trung Quốc, là người ta sẽ cấm chúng ta dùng. Ok, chúng ta xóa hết rồi nhé. Thì bây giờ chúng ta cài cái Google Play. Bước đầu tiên chúng ta cài Google, tất nhiên chúng ta phải có mạng mà. Chúng ta cài Google Play bằng cách chúng ta vào cái ứng dụng cái chợ của nó là chợ Get App này. Đó, chúng ta đồng ý đi nhá. Cứ đến cái bước này hỏi có cài ứng dụng của Trung Quốc không thì chúng ta bỏ qua một cái trên góc này nhé. Cho nên chúng ta ấn vào đây nó cài hết vào đấy. Ấn bỏ qua này. Đó, bỏ qua hết. Ok. Đây là cái chợ ở Trung Quốc, chúng ta sẽ tìm cái Google Play nhé. Đây, bỏ qua đi. Cho đồng ý cho nó vào bộ nhớ trong. Chúng ta sẽ tìm Google Play này. Đấy, ấn cái bàn phím mặc định như này, chúng ta ấn vào đây để chuyển A phân B nhé. Google Play này. Google Play này. Đó. Ok, chúng ta ấn vào update này. Ấn vào update phát là nó sẽ có Google Play luôn. Đó, đơn giản vậy thôi, là một chút sau Google lên nó sẽ nằm ở đây. Còn bây giờ chúng ta cài tiếng Việt như nào? Rồi, bây giờ bước quan trọng là chúng ta cài tiếng Việt đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ vào cái trình duyệt của nó nhé. Và trình duyệt này. Đó. Các bạn vào đây rồi nhé. Là sẽ gõ YouTube. Đó, chúng ta sẽ vào YouTube. Đúng không? Và YouTube này. Đó, chúng ta vào youtube.com nha. Đây. Đó, chúng ta vào YouTube nha. Thì cái này chỉ làm tại Việt Nam và các nước khác thôi, nhưng nếu ở nội địa Trung Quốc thì chúng ta sẽ không vào đây đâu. Đó, chúng ta vào YouTube nhé, chúng ta sẽ tìm là msm.vn, đó là kênh YouTube của bên mình ấy. Là cái clip mà các bạn đang xem này, chúng ta sẽ vào cái kênh trang của mình này. Đó, chúng ta sẽ vào cái clip mà chúng ta đang xem này nhé. Hoặc là bây giờ mình đang không có ở đây thì mình sẽ để clip đầu tiên này. Đó, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ vào cái phần mô tả nhé. Thì mình để đường link của hai cái file đây này, ở đường link Google này. Đó, các bạn ấn vào đây này. Đó. Sau đó bạn tải về, nó sẽ là hai cái file APK thôi, nó rất là nhẹ. Đây, ấn về tải về nhá. Ok, đồng ý cho tải về này, đồng ý đi. Ok. Đó, sau khi tải về chúng ta cài luôn, đồng ý này.
Ok, chúng ta sẽ cài cái file nào. Cái file này là cái file setting ngôn ngữ nha. Đây, tiếp nữa chúng ta back lại này, lại vào lại cái phần đường link mình vừa để. Thì là mình sẽ để là hai file nhá. Mình sẽ để là hai file nhá. Đây này, mình để cái file dưới nhá. Thì cái file dưới nó nặng hơn 100 MB. Nó là cái file tiếng Việt cho cái phần cài đặt. Đó, chúng ta phải cài hai cái file này thì chúng ta sẽ có mấy con tiếng Việt đấy nhá. Đó, đào vào này. Cái file này thì nó hơi nặng hơn một chút. Thế nên mạng chúng ta cũng phải khỏe khỏe một chút. Cái file này nó hơn 100 MB cơ, 175 MB cơ. Đó. Đấy, trong lúc mà chờ cái file ra cài thì chúng ta sẽ set up cái file air setting này, set edit này nhá. Chúng ta sẽ mở cái file lên mà chúng ta vừa cài đấy. Chúng ta đồng ý nhá. Ok này. Đó, chúng ta sẽ tìm đến cái phần system table này nhá. Chúng ta sẽ tìm đến cái phần là set Linux. Đây, system vị trí ấy. Đó, system local ấy. File này nhá. Chúng ta cứ tìm cái phần chữ S này. Nó gần dưới cùng này. Phần chữ S này system local chúng ta chọn vào đây. Đấy, chúng ta phần edit volume nhá. Chúng ta sẽ chọn cái này thành VI viết thường nhá. Đó. Đấy, chúng ta có chọn cái này thành VN viết hoa. Ok, chúng ta ấn save nhá. Ok, xong rồi. Đó. Xong rồi chờ xem cái kia đang chưa xong chưa. Đó, cái này gần đang xong rồi. Chúng ta phải cài cả hai nhá thì mới có tiếng Việt full được. Còn nếu mà chúng ta không cài cái file này thì trong phần setting sẽ không tiếng Việt. Bây giờ chúng ta cài xong cái này là tiếng Việt gần như full luôn, full 100% luôn. Đó. Đó. Ok nhá, đồng ý cho cài nhá. Ok này. Install này. Đó. Ok rồi, nó cài xong rồi nhá. Đó, bây giờ là chúng ta đã cài xong cả hai file rồi và sửa cái file trong này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khởi máy. Giữ chặt nút này nhá. Cứ giữ chặt nhé. Đó, nó hiện lên cái này này, chúng ta ấn vào dưới để khởi máy này. Đó, là nó sẽ full tiếng Việt. Đây, tương tự những cái máy này chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Đó, việc đầu tiên là sẽ kết nối wifi này. Sẽ kết nối wifi trước nha. Đó, thoát ra này, vào đây để cài Google Play này, vào Get App để cài Google Play này. Đây nhá. Đây này, chúng ta đã có tiếng Việt rồi nhá, trong phần cài đặt này. Đó, trong này là cài đặt full tiếng Việt luôn. Đó, nhiều anh em chỉ cài cái set edit kia ấy, thì chúng ta chỉ được cái phần cái tiếng Việt ở trong những cái, ví dụ như ở trong cái thư mục mà công cụ này, trong có đồng hồ, ghi âm, điều khiển mi là chúng ta có tiếng Việt thôi, hoặc là liên hệ là chúng ta có tiếng Việt thôi, chứ trong phần cài đặt chúng ta không có. Nhưng khi chúng ta cài thêm cái file cài đặt kia ấy, thì chúng ta sẽ full tiếng Việt luôn. Đó, trong phần ghi âm này chúng ta có tiếng Việt này, trong phần điều khiển của mi này thì là chúng ta có tiếng Việt hoàn toàn này. Đó, trong phần la bàn này chúng ta cũng có tiếng Việt này. Đó, liên hệ này chúng ta có tiếng Việt này. Đó. Đó, cái này là dành cho một số anh em thích cái ROM gốc. Ví dụ như K50 gaming hay K40 gaming ấy thì có phải là ROM cài full ấy, nó sẽ là ROM Poco. Thế là nhiều anh em lại không thích ROM Poco mà thích cái ROM Vietsub, mà ở trên mạng cũng hướng dẫn cài cái ROM Vietsub cho mọi người đấy. Thì trong thời gian mà chờ cái ROM Vietsub, hoặc là cho cái thời gian mà anh em muốn dùng cái ROM gốc mà có giao diện tiếng Việt ấy, không cần được Vietsub không gì cả, mà không muốn unlock máy mà muốn cài ROM mà có tiếng Việt gốc ấy, chúng ta có thể lựa chọn cách này nhá. Đó, như tương tự trước máy K40S này cũng vậy này. Chúng ta cài Google Play bằng cách chúng ta tìm cái Google Play ở đây. Đó. Tìm Google Play ở đây này nhá. Đó, chúng ta ấn update này. Đó, là chúng ta sẽ Google Play. Còn cài tiếng Việt thì chúng ta vào đây. Vào cái trình duyệt này, chúng ta gõ YouTube này. Nó rất là dễ thôi. Mình sẽ làm lại trên con này luôn để mọi người cùng nhớ nhá. YouTube.com này. Đó, sau đó vào cái msm.vn này, vào cái kênh của mình nhé. Đó, sau chúng ta sẽ vào kênh của mình này, chúng ta sẽ tìm những cái video đầu tiên, hoặc là chính là cái video mà mọi người đang xem này nhé. Đó, chúng ta ấn vào đây. Đó, chúng ta ấn vào cái đường link tải hai cái file này về. Đúng không? Đó, tải hai cái file này về. Ok. Đó.
đồng ý cho tải về nha. Đó. Đây. File thứ hai này. Tải hai cái file này về này. Ok, tải về này. Đó. Trong cái thời gian cái tải cái file nặng kia về thì chúng ta sẽ cài cái set edit ở trước. Đó. Ok, mở lên này, open này. Ok này. Ok hết này. Đó, tìm cái mục dưới cùng có phần chữ S có tên là system local nhá. Đó. Edit volume này. Bây giờ ấn vào cái phần chữ E. Ok, tải xong cả cái file kia luôn rồi này. Ok, cài luôn cho nhanh. Đó. Đây nha. Ấn vào cái phần chữ EINUS nhé. Chúng ta sẽ sửa Edit Volume nhé. Chúng ta sẽ sửa thành vùng là Việt Nam. Là VI ngắn là phần ngôn ngữ này. Vùng của Việt Nam là VN này. Đó, xếp lại. Ô, cái file này cài xong chuyển nhỉ? Chắc cài xong rồi. Thôi khởi động lại máy đi. Đó. Ấn khởi động lại máy này. Là xong này. Đó. Thôi con K50 Pro này cũng tương tự nhé. Không giới thiệu anh em nhiều để đỡ mất thời gian của mọi người. Đó. Con K50 Pro này nó theo sạc 120W, rất là to này. Đó. Rất khủng luôn. K50 Gaming cũng vậy, cũng là sạc 120W. Đây, theo có nó có thêm một ốp này, sai hướng dẫn sử dụng. Đây là thẻ bảo hành của Trung Quốc. Đây là thẻ bảo hành của Trung Quốc. Xem đúng ốp của nó lắp nhầm thì mẹ. Đây ốp lưng silicone trong suốt này. Đó. Ok, đây là K50 Gaming. Đây nhá, xem con kia cài xong chưa này. Đây này, đấy, phần cài đặt đã có tiếng Việt luôn này. Đó, mọi người thấy không? Phần cài đặt có tiếng Việt luôn. Đấy, còn các bước mà cài tiếng Việt full của những chiếc máy này nhá, thì là mọi người xem lại clip hướng dẫn cài trên K40 Gaming giúp mình. Thì ở trên đấy thì cũng có cái trang Mi Firm của bạn Việt Nam bạn phát triển đấy, thì các bạn vào trong đấy và tìm xem đã có ROM tiếng Việt cho những con này hay chưa. Ví dụ là ROM EU hay là ROM EU hay là ROM gì ạ? ROM EU hay là ROM India, Ấn Độ đấy, thì chúng ta sẽ cài được. Đơn giản như vậy thôi. Nhá, thì hôm nay mình chỉ làm clip hướng dẫn mọi người cách cài tiếng Việt một cách tạm thời những chiếc máy này. Cài tiếng Việt full cả phần cài đặt các thứ nữa. Thì mọi người lưu ý nhé, là khi mà chúng ta cài xong ấy, chúng ta giữ cái file này. Giữ cái file này vào một chỗ, chứ nếu mà xóa đi sẽ mất tiếng Việt. Xóa đi mất tiếng Việt, mà những chiếc máy này chúng ta đặt lại, cài đặt nó sẽ mất tiếng Việt và phải cài lại. Như cái bước mình rất từ đầu nhé. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà các bạn nào ở xa muốn mua những chiếc máy này với mình ấy, thì các bạn có thể vào website msm.vn để các bạn đặt hàng, hoặc là điện thoại cho bên mình theo số điện thoại là 0888888641 nhé. Hoặc là các bạn thể comment số điện thoại vào ngay dưới video này ấy. Thì bên mình sẽ ship cho các bạn. Thì chiếc máy này bên mình sẽ ship COD, có nghĩa là nhận được hàng các bạn phải thanh toán. Bên mình bảo hành những chiếc máy này hoàn toàn là 18 tháng tại hãng luôn, có nghĩa là 18 tháng cả nguồn màn hình luôn, chứ không phải là bảo hành ngắn nhé. Bảo hành rất là dài, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Đó. Ngày hôm nay thì làm đơn giản vậy thôi. Các bạn subscribe và like, chia sẻ mọi người cùng xem giúp mình nhé. Và cảm ơn các bạn xem clip, chào tạm biệt các bạn.